Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang cảm thấy vô cùng vui và vô cùng phấn khích luôn. Tại vì mình vừa mới sở hữu được những món đồ siêu hot và mới nhất đến từ nhà Gucci luôn. Thì các bạn hãy nhớ xem hết video này nha, để cùng mình ngắm nhìn những món đồ phiên bản giới hạn cực kỳ hiếm, cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn ấy. Trong bộ sưu tập lần này thì Gucci đã kết hợp với lại một họa sĩ gốc Việt sống tại Mỹ có tên là Angela Nguyễn và cho ra mắt một bộ sưu tập siêu dễ thương luôn, với họa tiết chính là Animal được vẽ theo cái phong cách siêu cute cũng như là ngập tràn màu sắc. Thì quả thật là mình đã lớn rồi nhưng mà mình vẫn không thể nào cưỡng lại những cái sản phẩm mà nó kiểu siêu cute dễ thương như vậy á mọi người. Giống như lần trước khi mà Gucci kết hợp với lại Kai cho ra bộ sưu tập mà có con gấu siêu dễ thương thì lúc đó mình cũng kiểu phát điên thì lần này cũng như vậy. Nhưng mà may mắn hơn lần trước là lần này mình sở hữu được rất là nhiều món đồ, chứ không có gặp cái tình trạng là gọi là cái gì mình thích mà cũng hết giống như là lần trước. Thì không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng mình cùng xem thử những món đồ trong bộ sưu tập này mà hiện tại đang còn hàng ở cửa hàng Gucci Việt Nam nha. Sao rồi các bạn, sau khi xem thì các bạn có bị mê mẩn giống như mình hay không? Thật sự là mình nhìn món đồ này mình cũng muốn mua hết, cái nào cũng dễ thương luôn. Nhưng mà đương nhiên rồi, kinh tế không cho phép, cho nên là mình cũng chỉ chọn ra những món mình thích nhất thôi. Tuy nhiên thì mình mua được đến 6 món chứ không ít đâu nha. Thì cái món đầu tiên đó chính là một chiếc áo thun trắng. Đây, rất là dễ thương. Thì phía trước sẽ có cái hình gọi là họa tiết đặc trưng của bộ sưu tập này mọi người. Rất là dễ thương ha. Đó, còn phía sau thì sẽ là chữ. Đây. Đó, rất là dễ thương luôn. Và cái áo này thì nó là áo crop top nha mọi người. Nó là kiểu form rộng nhưng mà nó cũng ngắn thôi chứ không dài đâu. Đó, nhìn kiểu siêu trẻ trung và năng động luôn á. Thì em này có giá là 17.500.000. Tiếp theo là một cái quần đùi jean nha mọi người. Em này mình vừa mới thấy một cái là mình chạy tới và mình đòi thử luôn. Tại vì đây nè mọi người, có một cái họa tiết thì cũng là họa tiết animal đặc trưng luôn ha, mà siêu dễ thương ở bên hông của quần nè. Và cái quần này nó cũng không có bị quá ngắn đâu. Cái chiều dài nó cũng khá là lạ mắt ha mọi người. Và cái đường line ở đây nè, nó kiểu tu rua rất là trẻ trung. Phía sau thì sẽ có cái chữ Gucci rất là lớn ở ngay cái phần mà thắt lưng. Đó, kiểu em này siêu dễ thương luôn á. Em này thì có giá là 32.250.000. Tiếp theo là cái món mình thích nhất nè. Em này thì mình còn chưa kịp khui ra nữa, thì mình sẽ khui luôn ha. Và đây các bạn ơi, em này là một chiếc quần lụa. Đây, form rộng nha mọi người. Đó. Nó sẽ dài chưa tới mắt cá đâu. Nhưng mà nó là một cái quần lụa rất là dễ thương và mặc rất là thoải mái. Em này kiểu mà nhìn một cái là mình, trời ơi sao cái màu nó đẹp như vậy. Và kiểu màu và họa tiết này các bạn, trời ơi siêu đẹp luôn nha.
quá là đẹp luôn. Chính vì vậy á, mà dù là em này nhỏ hơn size của mình một chút xíu, mình mặc size S thì em này size XS, mình mặc vô thì vẫn được, cử động vẫn thoải mái. Chỉ có điều là khi mà mặc vô á, khi mà nó đi qua cái vòng 3 á, thì nó sẽ hơi khó chịu một chút xíu và rất là khó để kéo lên. Tại vì mình tập gym á, cho nên vòng 3 cũng hơi trội. Nhưng mà tại vì mình thích quá, và kiểu Vua chị cũng có nói là hay là để họ tìm ở những cái store quốc tế á, coi còn size S không rồi đặt về cho mình. Nhưng mà kiểu mình sợ không còn á mọi người. Với lại thì có nếu mà không mua á, là ra nó sẽ hết hàng liền. Tại vì những em này nè, kiểu về cái số lượng nó rất là giới hạn luôn á. Và kiểu như thậm chí là mỗi size nó chỉ có một cái hai cái gì thôi. Cho nên nếu như mà mình kiểu vượt mất cái cơ hội này á, thì mình sợ là mình không sở hữu được em ấy nữa. Cho nên là thôi, dù là hơi chật một chút xíu nhưng mà mình vẫn mua nha. Tại vì chỗ quá đẹp luôn á mọi người. Và đương nhiên rồi, chất liệu em này là lụa thì dĩ nhiên là cái giá cũng rất là cao. Em này có giá lên đến là 54.500.000. Nghe giá thì cũng hơi giật mình ha, nhưng mà quá đẹp cho nên vẫn phải mua. Tiếp theo là một đôi sneaker rất là cơ bản của Gucci. Đôi này thì khá là quen thuộc với mọi người rồi ha. Em này thì mình đã có cái phiên bản mà có cái chữ Gucci rồi, nhưng mà lần này mình vẫn mua. Tại vì cái họa tiết nó rất là dễ thương, cũng như là mặt sẽ rất là hợp với lại những cái món đồ lúc nãy. Em này thì có giá lên đến là 30.800.000. Thì thật sự là mình nghe giá mình cũng hơi sốc. Tại vì hồi xưa á, khi mà mình mua cái phiên bản cũ á, giá nó chỉ đâu đó là 22 triệu thôi mọi người. Nhưng mà bây giờ sau vài năm thì giá nó đã lên cao đến như vậy, thì mình cũng hơi bị giật mình. Và tiếp theo cũng là một món đồ mà mình thích đến phát điên luôn ấy mọi người. Em này á, thì không có được chân tin kệ, cho nên là trong suốt cái khoảng thời gian mà mình thử đồ mình không có thấy. Em này là kiểu như là ở cái xà treo đồ á mọi người, xong rồi sẽ để em này ở dưới đất mà mình không có để ý luôn á. Xong rồi khi mà mình kiểu gần xong rồi á, cái mà mình thấy em này một cái là kiểu trời ơi, mình phải chạy đến và mình cầm ngay, tại vì mình sợ là sẽ hết hàng. Tại vì như các bạn thấy, như cái quần lụa lúc nãy đó là kiểu size nó hết rất là nhanh, và đôi khi mình thích tới mức độ mà mình phải mua những cái size mà nó không có vừa với mình luôn á. Cho nên là khi mà mình thấy em này thì mình phải chạy tới mình ôm ngay. Và cũng rất là may mắn ha mọi người, tại vì nói chung là chân mình cũng khá là nhỏ, cho nên là em này còn size. Chứ thật sự nếu như mà Gucci mà báo là em này hết hàng thì chắc là mình sẽ tiếc kinh khủng luôn ấy. Rồi các bạn chuẩn bị chưa? Nhưng mà các bạn cũng đã thấy trong cái video lúc nãy cả bộ sưu tập rồi. Cho nên trời ơi các bạn ơi, đây một đôi dép mà nhìn nó kiểu vừa hầm hố mà vừa cute á mọi người. Đây, em này á, thì sẽ kiểu rất là cá tính ha, và nhìn mình sẽ cao lên được kiểu một khúc đáng kể đấy. Đây, cái đế cũng rất là dễ thương. Cái đế là kiểu logo của Gucci. Nhìn rất là xinh luôn á mọi người. Trời ơi, thật sự rất là may mắn luôn, là vì em này còn size á. Nhưng mà cái đôi này nó khá là to, cho nên là mình cũng mang cái size nó nhỏ hơn cái size bình thường của mình á. Chắc đây là size bé nhất rồi, cho nên là cũng chưa có bị bán hết hàng. Trời ơi, dễ thương luôn mọi người. Trời ơi, thích kinh khủng khiếp luôn á. Thích lắm luôn á mọi người. Dễ thương ha. Đôi này thì có giá là 20.450.000. Thì so với một đôi dép của Gucci thì đôi này có giá rất là cao. Tại vì dép Gucci đâu đó là khoảng 10 triệu và thậm chí là dưới 10 triệu. Mà em này lên đến gần như là gấp đôi. Thì giá khá là cao, nhưng mà mình nghĩ là nó xứng đáng đúng không? Và cái món đồ cuối cùng thì nó không có nằm trong cái bộ sưu tập này, nhưng mà do mua chung cho nên là mình sẽ quay luôn. Em này thì là một cái nón nha các bạn. Đây, một cái nón kiểu nó classic thôi. Thật ra thì trong cái bộ sưu tập mới lần này thì cũng có rất là nhiều họa tiết trên cái nón này luôn, cũng như là có nón lưỡi trai nữa. Nhưng mà tại sao mình không lấy cái bộ sưu tập đó mà mình lại lấy cái này? Tại vì khi mà đội lên mặt thì cái họa tiết của nó kiểu nó quá là chi chít luôn á mọi người. Nó giống như là cái đôi dép hồi nãy á, chứ nó không phải là một cái hình to như thế này thì nó đỡ. Kiểu mà mình thấy nó chi chít và nó quá nhiều màu, cho nên khi mà đội lên thì mình lại cảm giác là nó tạo cái cảm giác là bị rối á, và cái mặt mình nó kiểu nó rất là rối và nó bị phân tâm bởi cái mũ. Cho nên là mình đã quyết định là mình lấy cái này chứ không có lấy cái trong cái bộ sưu tập Animal đó. Thì em này có giá là 14.850.000. Khá là xinh ha các bạn. Nhìn rất là kiểu cổ điển và rất là nhẹ nhàng. Và Gucci cũng tặng mình rất là nhiều bánh được design hình chiếc túi rất là dễ thương. Thường thì khi mà có một bộ sưu tập nào đó đặc biệt á, thì Gucci cũng sẽ có bánh và làm theo cái hình bộ sưu tập đó, nhìn rất là dễ thương luôn. Và đó là 6 món đồ mà mình đã mua được trong bộ sưu tập mà Gucci kết hợp với lại Angela Nguyễn lần này. Và tổng thiệt hại lên đến 170.350.000. Thì các bạn thích cái món đồ nào nhất, các bạn nhớ bình luận phía dưới cho mình biết với nha. Cũng như là đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!